nhiều người quan tâm đến cái game này Valorant này. Chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn cái bộ máy chơi game Stick này. Đây là một cái bộ máy đang rất là hot và khách của mình rất là muốn mình làm một clip. Thứ nhất là về giới thiệu về cái máy này. Thứ hai nữa là hướng dẫn sử dụng. Tại do cái bộ máy này nó hơi phức tạp hơn so với những cái bộ máy chơi game 4 nút phía trước mà mình đã từng review. Lần trước mình có giới thiệu cho các bạn cái bộ máy BK06 rồi. Nhưng mà BK06 là game 4 nút. Còn cái này là cái bộ máy chơi game này nó tích hợp rất là nhiều game. Từ game thùng, game Sega đến game 4 nút, game Famicom á. Đây, trong bộ máy thì nó sẽ bao gồm thiết bị như thế này. Đầu tiên là hai cái tay cầm không dây. Hai tay cầm không dây thì chỉ có một tay là tay chính thôi nha. Lát nữa mình sẽ nói tay nào tay chính, tay nào tay phụ. Đây là cái cục thu Bluetooth 2.4G. Phải có cái cục này thì cái tay cầm này nó mới sử dụng được. Và đây là cái thân máy. Thân máy ở đây. Bộ này thì nó có hai loại, một loại là 64GB hơn 10.000 game và một cái loại là 32GB thì khoảng 3.500 game. Kết nối HDMI luôn nha. Nó giống như cái bộ BK06 mà mình đã giới thiệu lần trước, nhưng mà được cái một cái hay đó là nó bộ này nó kèm theo cái dây cáp này. Dây cáp nối dài HDMI. Nhiều cái TV á các bạn phải rất là khó để cắm cái dạng như thế này, thí dụ cắm như thế này thì nó sẽ đụng tường, hoặc cắm như thế này đặt lên trên cái bàn á thì sẽ đụng bàn. Thì các bạn sử dụng cái dây cáp này rất là tiện ha. Rồi. Còn đây là cái cáp nguồn cho cái máy. Chắc chắn rồi, cái nào chúng ta cũng phải cấp nguồn thì chúng ta mới sử dụng được. Rồi. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cắm lên trên TV. Đầu tiên các bạn sử dụng cái dây nối dài cái cáp HDMI ra. Một cái đầu HDMI thì các bạn cắm vào cái cổng HDMI của TV. Các bạn lưu ý là khi các bạn cắm vào cổng HDMI số mấy thì chúng ta bật cái bật trên cái remote đó, bấm input thì chúng ta chọn cái HDMI tương ứng. Rồi đầu còn lại thì chúng ta cắm vào cái máy game ha. Rồi, ở đây nó có một cái cục thu Bluetooth cho cái tay cầm hồi nãy mình có nói này, thì các bạn cắm vào đây. Nó có một cái dây nguồn như thế này thì chúng ta cắm như thế này. Đầu còn lại là cái đầu USB này. Tuy nhiên cũng sẽ có những cái TV nó không có cái cổng USB này thì chúng ta làm gì? Nếu như không có sẵn cổng USB thì các bạn dùng cái đầu USB này nè. Các bạn cắm vào cái dock sạc của điện thoại á, các bạn cắm vào cái ổ điện. Như vậy thôi. Tiếp theo là gắn pin cho tay cầm. Khi mà các bạn mua máy bên mình á thì sẽ có được tặng kèm luôn cả hai cặp pin, chứ không phải lây hoay để khi mà nhận máy xong chúng ta phải đi tìm pin để mua như các bên khác họ bán, thì bên mình sẽ có tặng kèm luôn hai cặp pin. Ở đây thì mình có sẵn pin test đây. Các bạn sử dụng pin pin tiểu dạng 3A nha. Dạng 2A thì nó sẽ lớn hơn, còn pin tiểu ha 3A thì nó sẽ nhỏ như thế này. Khi mà dùng hết thì các bạn có thể ra tiệm tạp hóa nói mua pin 3A thì người ta sẽ bán cho đúng như thế này. Các bạn gắn pin vào. Tay cầm nào mà có đèn xanh đèn đỏ như thế này, đây là tay cầm số 1. Tay cầm số 1 dành cho các bạn chọn game, thoát game vào lại game, vân vân, chọn số người chơi thì đó là tay cầm số 1. Tay cầm số 2 chỉ có chức năng đó là khi mà vào game rồi thì chúng ta sẽ chơi game thôi. Nút A này là nút chọn, tức là thí dụ như đang tới một cái game rồi các bạn muốn vào chơi thì bạn bấm nút A này. Rồi, đang ở trong game các bạn muốn thoát ra thì nhấn đồng thời Select và Start. Đây nè, Select và Start đồng thời nha. Thì nó sẽ thoát game ra. Rồi cái nút này là lên xuống trái phải bấm bắn đồ các thứ thì mỗi game nó mỗi khác nhau. Do nó có game thùng nữa, game thùng và game 16 bit nữa cho nên nó sẽ dùng cả bốn cái phím trên này. Cho nên là khi mà các bạn chơi thì các bạn cố gắng các bạn bấm thử để coi được cái chức năng nó như thế nào. Có nhiều cái tuyệt chiêu hay gì đó thì nó sẽ sử dụng cả đồng thời những cái phím trên này nữa. Bộ game Stick này thì có một cái hay đó là nó có rất là nhiều hệ game. Ở đây các bạn có thể có game 4 nút của Famicom, 16 nút của Famicom, 32 nút của Famicom, game thùng, game Atari, game PS1, game Sega. Có tất tần tật. Và cái bộ mình đang review đây cho các bạn đây thì nó có hơn 10.000 game. Nó có thêm một cái bộ nữa là 3.500 game. Các bạn có thể chọn một trong hai, giá nó sẽ chênh lệch nhau nhưng mà bộ nào cũng được. 3.500 game thì dường như có đầy đủ hết những cái game mà mình mong muốn rồi. Tại vì thực ra 3.500 game nó rất là nhiều. Ở trên của cái tay cầm nó có một cái nút Select, các bạn bấm vào đây, các bạn vào phần cài đặt. Ở đây chúng ta có thể chọn ngôn ngữ.
Tuy nhiên đối với những bạn, thí dụ như các bạn có thể thích, các bạn chọn sang tiếng Hoa, ok, tiếng Trung Quốc, ok, tiếng Anh, ok, nhưng mà tiếng Việt nó bị lỗi phong, mình đã test rồi, mình không có khuyến khích các bạn chọn sang tiếng Việt. Để cái phần collect này là đối với những cái game mà các bạn ưa thích nè. Thí dụ như các bạn ưa thích game này, các bạn bấm cái nút này. Bấm cái nút này. Đây, là nó sẽ lưu vô cái phần bên này. Nó sẽ lưu vô đây. Cái phần search này, các bạn thích cái game gì thì các bạn search ở đó. Ví dụ mình chọn, mình search Super Mario. Bây giờ mình sẽ chọn những cái game ưa thích mình bỏ vào đây và mình sẽ review cho các bạn ha. Bỏ vào đây và mình sẽ review cho các bạn. Sau khi mình đã chọn những cái game ưa thích của mình bỏ vào cái phần collect này, để mỗi lần mà mình chơi á, mình không có cần phải mất thời gian để đi tìm nữa, mà mình vào thẳng vào đây và mình sẽ tìm. Đầu tiên mình sẽ chơi game Cadillac, hay còn gọi là game bộ đội. Chắc chắn rằng là rất là nhiều người có rất là nhiều cái hoài niệm với cái game này. Thế là game này thì mình tiếp xúc vào năm 2003. Hồi đó nó chơi là cái game game thùng á các bạn, game mà có cái joystick này, rồi cứ đập lên thùng á. Nói chung là không biết đập để làm gì, nhưng mà mình thấy tụi nó đập chắc là chơi hay hơn. Ở đây mình sẽ chọn, mình cũng không có nhớ tên nhân vật nữa. Chắc chắn là khi mà xem tới cái khung hình này thì rất là nhiều người có nhiều kỷ niệm ồ về, mình cũng vậy thôi. Lượm đồ các bạn. Từ game nào cũng vậy, thường thì chúng ta nên chơi hai người nó sẽ hay hơn, tại vì nó có cái sự tương tác đó các bạn. Ngày nay thì chúng ta không có mua, có nhiều phụ huynh thì mua về là cho con mình chơi, thậm chí là mình với con mình chơi để vừa ôn lại kỷ niệm, vừa cho nó có những cái kỷ niệm của nó giống như mình hồi nhỏ vậy đó. Rồi, vì thời gian không có nhiều cho nên mình sẽ thoát game này ra. Như thường lệ các bạn bấm nút select và nút start nè, như nãy mình chỉ á. Rồi, ở đây sau khi các bạn chơi ha, các bạn thoát ra, các bạn có cái nút resume, nút restart. Resume là các bạn đang chơi, các bạn lỡ tay thôi, các bạn có thể bấm vô đây các bạn chơi tiếp. Restart là chơi lại từ đầu. Save state tức là các bạn lưu cái màn đó lại để lần sau các bạn vô các bạn chơi lại được cái màn đó mà không có cần phải chơi lại từ đầu. Cái này là một cái rất là hay mà mình bán khá là nhiều cái bộ chơi game, nhưng mà có bộ này là bộ đầu tiên mà có lưu màn nó lại. Các bạn chú ý ha, tại vì có nhiều người hỏi mình là đang chơi có thể lưu được không, tại vì thí dụ như chơi tới những cái game khác mà các bạn chơi tới màn mười mấy rồi, cái trình độ của bạn đã chơi tới màn mười mấy rồi mà mỗi lần vào game đó các bạn rất thích nhưng các bạn phải chơi lại từ đầu thì nó rất tốn thời gian, thì cái này nó rất là hay nè. Rồi, tức là các bạn bấm ở đây, vào lần sau các bạn lock lại stay là các bạn vào được rồi. Quit game thì thường chúng ta không có chơi này nữa, chúng ta bấm quit. Ở cái video này thì thường mình hướng dẫn cho các bạn chơi là nhiều, tại vì nó hơi phức tạp hơn so với những cái bộ khác đó. Knight of Valor, đây là game Tam Quốc Chí các bạn. Tam Quốc Chí thì các bạn chơi trên máy tính thì nó có nhiều cái phiên bản online hơn, nhưng mà nhiều người đã trải nghiệm những cái game offline Tam Quốc Chí rồi á, thì các bạn rất muốn tiếp tục trải nghiệm cái thể loại game này. Vì dĩ nhiên rồi, nó sẽ mỗi cái hình thức thì nó sẽ cho chúng ta một cái trải nghiệm mà không có cái gì thay thế được đâu.
vì nó là thể loại game là game thùng nha các bạn, cho nên là nó sẽ có những cái chẳng hạn như insert con coi à, để mình nhớ coi mình insert sao đây. Các bạn có thể chọn nhân vật ở đây thì cái lão tướng này mình coi trong phim thì mình nhớ lắm, nhưng mà mình chỉ nhớ được hai cái này là đây là Chu Phi, đây là Quan Công ha. Mình sẽ chọn Chu Phi. Game này thì mình không có, tức là lúc nhỏ mình không có chơi, đến khi mà mình đi bán mấy game á thì khách mình hỏi nhiều quá thì mình mới giới thiệu thôi. Và thực ra là cái bộ này mình nghĩ rằng là khá là nhiều người quan tâm đến cái game Knight of Valor này, tức là Tam Quốc Chí đó các bạn. Tay cầm nó có khá nhiều nút cho nên là các bạn ây chà, đổi mình ở đây thì chỉ đóng vai trò là giới thiệu game cho các bạn thôi, còn thật ra thì mình chơi game không có hay, mình chơi rất là tệ, cho nên là nếu mà thấy mình chơi dở thì cũng đừng ngạc nhiên nha. Nhiều người rất là thích chơi cái game Bloody Ra đó, game đấu trường thú. Tuy nhiên mình cũng có khá nhiều bộ máy game nhưng mà mình không tìm được cái game Bloody Ra trên những cái máy game này nữa. Có thể cái phiên bản nó chơi online thôi, chơi trên các bạn có thể giả lập trên máy vi tính để chơi, còn cái Bloody Ra thì nó không có trên những cái máy chơi game này nữa. Thay vào đó các bạn có thể chơi Street Fighter, nó cũng na ná thôi, tuy nhiên nó không có nhiều cái 18 hit như cái như trên Bloody Ra. Chúng ta cùng trải nghiệm. Tại vì nhiều người hỏi mình là cái bộ máy game nó nhiều game như thế này, liệu nó có những cái game huyền thoại hay không? Thì mình chắc chắn rằng là 100% là nó có những cái game huyền thoại. Tại vì đã game huyền thoại thì nó phải trang bị chứ. Game này thì mình được tiếp xúc với nó từ năm lớp 1. Mình chơi game này với anh hai của mình. Hồi nhỏ thì không biết nhà các bạn sao chứ nhà mình thì không có mấy cái này đâu, mình phải ra tới tìm bây giờ gọi là internet chứ hồi xưa gọi là gì? Điện tử ha. À, tìm điện tử. Game này thì chắc mình không có cần giới thiệu nhiều nữa, tại vì thể loại game này mà chúng ta không nhớ nữa thì không có cái gì để chúng ta nó quá ấn tượng, dường như là thế hệ trước hoặc là ngay cả bây giờ luôn. Gen Z, những cái bạn mà sinh năm 95 đổ lại đây thì các bạn thậm chí các bạn cũng có khá ấn tượng với những cái thể loại game này, đừng có nói là những cái thế hệ 8X, 9X đổ về trước. Contra thì trong máy nó có rất là nhiều thể loại nha. Ở đây mình chọn là Contra 30 mạng để chơi cho nó lâu. Tại vì những cái thành phần mà gà hay là cùi bắp như mình á thì phải chơi như vậy mình mới chơi được. Chứ không có những cái game Contra 3 mạng vô bằng cái là thoát game thôi. Cho nên mình sẽ chọn cái 30 mạng. Game này 8 bit cho nên chúng ta sẽ chọn nút Star ha. Chọn mạng, chọn bao nhiêu người chơi thì chúng ta bấm nút select. Cái tay cầm mình đang bấm ở đây mình cảm thấy cũng khá là ăn, nó rất là êm, ổn, rất là ổn. Thank you.
Game này thì ở cái thể loại game 8 bit á thì rất là khó tìm, và cái game đó nó không có bán chung với một cái băng nào hết, nó bán riêng một cái băng riêng thôi. Nhiều người tìm mua nhưng không có có. Ở đây nó có luôn nè. Song Long S thì nó là hệ game của Sega. Bộ này nó cũng khá là nổi tiếng, nếu như mà nhiều người chơi qua rồi thì mình nghĩ là họ sẽ rất là ghiền. Bạn nào mà đam mê bóng đá, đam mê những cái thể loại game về bóng đá thì các bạn cũng đừng lo ngại, tại vì trong cái bộ này nó có gần như rất là đầy đủ rồi. Phần của mình tới đây là hết rồi. Mình đã tóm tắt về cách sử dụng, cách kết nối với TV và một số những cái game rất là hot mà mình nghĩ rằng ai cũng đã từng chơi qua. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip review của mình. Nếu mà thích cái video của mình có thể bấm cho mình một cái nút subscribe, để lại một cái comment. Cảm ơn, hẹn gặp lại trong clip tiếp theo.